Hello anh em nhá. Hôm nay nắng đẹp quá anh em ạ. Nên hôm nay lên hình cho các bác một em siêu mẫu nha các bác nhé. Em này thì bóng bộ dáng rất đẹp tuyệt vời luôn. Đây, em sẽ zoom sát để anh em mình xem. Đấy, em đem đang treo ra gốc cây. Đây là cây đào nhà em nhé các bác nhé. Em này thì đẹp xuất sắc luôn rồi anh em ạ. Đấy, chân mỏ vàng, lông vàng. Đấy, đầu mặt đẹp các bác nhé, đầu mặt em này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em sẽ zoom sát đầu mặt cho anh em mình xem. Đấy, đầu mặt em này cực kỳ đẹp, mỏ vàng nha các bác nhé. Đấy, mắt màu lục đậu và trong mắt đóng chặt luôn. Đấy, anh em nhìn này, trong mắt bé tí luôn này. Đấy, và đầu mặt cực kỳ đẹp anh em nhé, lông mới hoàn toàn. Đấy, lông vàng anh em ơi. Đấy, lông vàng bộ to. Đấy, chân vàng móng mèo đuôi lá vàng nha anh em nhé. Đấy, em này đấu xòe. Trời nó hơi gió nên là nó cứ đung đưa. Nhưng mà chim trời vẫn rất là ok nha các bác nha. Dùng xa một chút cho anh em nhìn thì chim nó rõ này. Nó cứ đung đưa nhỉ. Đấy, đang gió cái cây này nó cứ đung đưa các bạn. Chim thì đẹp xuất sắc rồi. Bóng bộ em này anh em không chê vào đâu được các bác nha. Đấy, lông lá mượt mà đẹp, đầu mặt hai họa sắc nét nha các bác nhé. Đấy, giọng hót hay luyến láy. Đấy, mời anh em thẩm chim nhá. Đấy, anh em nghe thấy nó ra giọng không, rất hay. Đấy, quay sát chim mình nghe xem luôn nhá. Thank you.
mắt đẹp. Đây là thỏ vàng. Sáng sớm nó đã thả. Thank you.
Dòng dòng một nó bán.